Trong thời gian qua, măng tô khâu tay làm từ chất liệu cashmere 100% đang là sản phẩm làm chao đảo các chị em yêu và quan tâm đến thời trang. Xuất thân là sản phẩm cao cấp được bán với mức giá từ 3.000 đô la Mỹ cho một sản phẩm và có mặt trong các bộ sưu tập lớn của rất nhiều hãng thời trang đình đám trên thế giới. Sản phẩm này được ví với sự xa xỉ và là một sản phẩm mà trước đây đa phần các chị em chỉ dám ao ước một lần được chạm vào. Với sứ mệnh Why I Go With Your Style và mong muốn các quý cô công sở Việt Nam nói chung cũng như những tín đồ của Why I nói riêng đến gần hơn với những sản phẩm cao cấp nhất của giới thượng lưu trên thế giới. Đội ngũ sáng tạo của hãng sau một thời gian dài nghiên cứu và tổng hợp kiến thức của những lần đi công tác đã quyết tâm đưa sản phẩm high-end này về Việt Nam. Why I đã cam kết sẽ đem đến cho chị em công sở những sản phẩm chỉn chu và phù hợp nhất với vóc dáng phụ nữ Việt trên nền chất liệu 100% cashmere. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải đáp về thực hư chất lượng sản phẩm măng tô khâu tay Why I có đúng như lời đã cam kết không nhé. Từ ngày mà Why I cho ra mắt dòng sản phẩm măng tô khâu tay, đội ngũ chăm sóc khách hàng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khách hàng về sản phẩm. Ví dụ như là với một sản phẩm rất đẹp như thế mà giá thành lại không hề đắt tiền tí nào, liệu là Why I có sử dụng dạ cashmere 100% lông cừu nhập khẩu từ Hàn Quốc giống như hãng đã công bố hay không? Như quý vị có thể nhìn thấy thì trên tay Thùy Nga đang là các mẫu vải để làm nên những sản phẩm măng tô khâu tay. Và đây chính là mẫu vải để làm nên sản phẩm măng tô khâu tay này, cũng như là sản phẩm này. Và trên người Thùy Nga bây giờ thì cũng đang mặc một sản phẩm khâu tay, và nó được làm từ mẫu vải đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy ạ. Đây là mẫu vải làm nên chiếc áo này. Và có lẽ là trong ngày hôm nay thì Thùy Nga sẽ test cho quý vị biết là mẫu vải này có đúng là 100% dạ lông cừu hay không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra bề mặt của vải. Thì bề mặt của vải hai bên giống hệt nhau và khá là mịn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bóc tách để kiểm tra. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là có sự liên kết rất là chặt chẽ. Và bây giờ Thùy Nga sẽ đốt để kiểm tra hiện tượng gì sẽ xảy ra. Quý vị cùng theo dõi nhé. Rồi, mọi người quan sát ạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy làn khói trắng bốc lên. Nếu như làn khói trắng này bốc lên thì chứng tỏ rằng đây là 100% là dạ lông cừu. Và thứ hai, khi chúng ta bóp cái vụn thì có thể thấy là rất là dễ tan, chứ nó không dễ vón cục giống như là sợi ni lông. Giờ thì các chị em công sở đã tin các sản phẩm của Why I chưa? Hãy ghé hệ thống showroom của Why I để được trải nghiệm và sở hữu một tuyệt tác dành trong mùa đông này nhé!